Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mới có quyết định phê duyệt danh mục 19 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2018. Cụ thể, quận Hải Châu có khu đất mới với mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, với tổng diện tích là hơn 53.000 m2. Thuộc dự án công viên phần mềm Phương Thuận Phước, quận Sơn Trà, có 9 khu đất tại các phường Mân Thái, An Hải Bắc, An Hải Tây, An Hải Đông, Nại Hiên Đông và Thọ Quang. Quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ có 4 khu đất sẽ được đấu giá với mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ. Quận Ngũ Hành Sơn có một khu đất rộng hơn 4.000m2 xây dựng bãi đầu xe ngầm, kết hợp công viên cây xanh trường mầm non tại phường Mỹ An và một khu đất thuộc dự án công viên 2 đầu cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Cuối cùng, huyện Hòa Vang có hai khu đất chưa giải phóng xong mặt bằng ở vị trí mặt tiền quốc lộ 1A.